Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, nhà Mạc bắt đầu khi Mạc Đăng Dung sau khi dẹp được các bè phái triều đình đã ép vua Lê Cung Hoàng nhà Hậu Lê nhường ngôi vào tháng 6 năm 1527 và chấm dứt khi vua Mạc Mậu Hợp lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi, bị quân đội Lê Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào cuối năm 1592. Mạc Toàn lên ngôi nhưng tại vị chỉ được 2 tháng, vậy nên Mạc Mậu Hợp được xem là đời vua chính thức cuối cùng của nhà Mạc. Mặc dù thời kỳ trị vì của ông lên 30 năm nhưng không làm được điều gì đáng kể để giúp nhà Mạc hưng thịnh. Ngược lại, ông chính là người đã khiến nhà Mạc phải thất thủ trước sự tấn công của Nam Triều dẫn đến sự sụp đổ của nhà Mạc. Vậy Mạc Mậu Hợp đã làm gì, ăn chơi sa đọa đến mức nào mà khiến triều đại đi vào con đường sụp đổ và nhận kết cục bi thảm? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp video để có câu trả lời. Mạc Mậu Hợp sinh năm 1560 là con trưởng của Mạc Tuyên Tông. Do Mạc Tuyên Tông bị bệnh đậu mùa mất nên khi Mạc Mậu Hợp mới lên 2 tuổi đã được Khiêm Vương Mạc Kính Điển là phụ chính đưa lên ngôi tháng 1 năm 1562. Lúc này triều đình vẫn do hai ông chú là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Tháng 10 năm Quý Dậu 1573, Mạc Mậu Hợp mới 13 tuổi, từ bến Bồ Đề qua sông vào Đông Kinh, đắp thành ở bên ngoài cửa Nam, dựng một ngôi điện bằng tranh tre để ở. Sau khi vào Đông Kinh, Mạc Mậu Hợp ham chơi bời, say đắm tửu sắc, không để ý đến việc nước. Rất nhiều sớ của các quan khuyên răn Mạc Mậu Hợp bớt chơi bời hưởng lạc, nhưng vua chẳng để tâm. Ngày 21 tháng 2 năm Mậu Dần 1578, Mạc Mậu Hợp bị sét đánh khi đang ở trong cung, liệt nửa người, chữa mãi mới khỏi. Sự việc này đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về cái mệnh thiên tử của Mạc Mậu Hợp. Tháng 10 năm Canh Thìn 1580, Mạc Kính Điển, người có uy quyền danh vọng và là trụ cột của triều đình nhà Mạc qua đời, lòng người từ đó hoang mang. Chính quyền của Mạc Mậu Hợp bắt đầu bộc lộ những căn bệnh hiểm nghèo, khó bề tránh khỏi bại vong. Quan lại hèn nhát, cơ hội và vô trách nhiệm, chỉ ham đục khoét làm giàu. Hàng đống sớ tâu tâm huyết gửi lên khuyên Mạc Mậu Hợp thay đổi chính sự, song vô hiệu. Vài năm sau, nhằm năm Tân Tỵ 1581, tai ương qua thì bệnh tật lại tới. Vua Mạc Mậu Hợp mắc căn bệnh ở mắt. Đại Việt Thông Sử cho hay, năm ấy Mạc Mậu Hợp lại bị chứng thông manh, mắt mờ không trông rõ. Y sai các thầy thuốc giỏi trong thiên hạ tới chữa, trong vài năm con mắt lại được bình phục như thường. Sau khi khỏi bệnh, Mạc Mậu Hợp lại lao vào ăn chơi. Vua sống xa hoa, kiêu ngạo, hay nghe xiểm nịnh, thường ít lắng nghe lời bàn luận, khuyên can của các bậc lương thần. Vì thế nhiều trọng thần kể cả văn và võ muốn cáo quan về hưu, Mạc Mậu Hợp phải buộc thì họ mới chịu ở lại. Vị vua nhà Mạc này trong những năm cuối đời được Đại Việt Sử Ký Tục Biên nhận xét là ngày càng buông tuồng du đãng, tửu sắc bừa bãi, thậm chí còn có ý định cướp vợ của quan viên vì thấy dung nhan đẹp đẽ. Kể như việc định mưu giết Sơn Quận Công Bùi Văn Khuê để cướp vợ của người này là Nguyễn Thị Niên. Việc không thành đến nỗi viên quan ấy phải theo về nhà Lê. Các tư liệu lịch sử lược tả rằng, nguyên lão tướng Nguyễn Quyên sinh được 2 người con gái lớn là Hoàng hậu Nguyễn Thị của Mạc Mậu Hợp, con gái thứ là Nguyễn Thị Niên, vợ của tướng Bùi Văn Khuê. Tháng 8 năm 1592, Nguyễn Thị Niên vào cung thăm trị. Mạc Mậu Hợp thấy sắc đẹp của Thị Niên nên muốn chiếm đoạt, bèn triệu vào phòng để giữ lại trong cung tới sáng rồi giữ luôn, dự định triệu Bùi Văn Khuê về kinh để giết. Nguyễn Thị Niên sợ hãi, bèn sai người hầu cận chạy đi báo với Bùi Văn Khuê. Bùi Văn Khuê biết chuyện, bèn dẫn quân bản bộ về giữ hạt Gia Viễn, không theo mệnh lệnh của triều đình. Mậu Hợp mấy lần vời cũng không tới, bèn sai tướng dẫn quân tới hỏi tội Văn Khuê. Tháng 10 năm 1592, Bùi Văn Khuê trưng binh chống giữ và sai con trai chạy tới hành doanh yết kiến phủ Trịnh Tùng, khóc lóc tố cáo sự tình, xin đầu hàng và xin cho quân cứu viện. Thế là Bùi Văn Khuê cùng cánh quân thủy vốn là sở trường của quân Mạc về hàng Nam Triều. Như vậy, chính vì thói xấu khó chấp nhận của nhà vua mà dẫn đến vương triều Mạc mất đi những vị tướng chủ chốt, và đó cũng chính là lý do dẫn đến sự thất bại trong cuộc chiến với chúa Trịnh. Một số nguồn sử liệu cho biết, cuối năm Nhâm Thìn 1592, quân Mạc bị quân Lê Trịnh đuổi đánh, Mạc Mậu Hợp phải chạy khỏi kinh thành. Trịnh Tùng triệu quân đánh các ngả, phá tàn quân của một hoàng thân nhà Mạc là Mạc Kính Chỉ, thu được vô số khí giới và sai quân đi truy lùng bắt Mạc Mậu Hợp. Theo sách Đại Việt Thông Sử, sau khi Mạc Mậu Hợp bị bắt, tất cả các quan văn võ của Nam Triều đều bàn rằng nếu chiếu điều luật thì những kẻ phạm tội thoán ngôi phải xử theo luật lăng trì để làm gương cho mọi người, có như vậy mới đúng theo phép nước. Đồng thời phải đem thủ cấp tế cáo nhà Tôn Miếu để rửa sỉ nhục của tiên vương và bớt cơn giận của thần dân. Tuy nhiên, Trịnh Tùng thấy Mạc Mậu Hợp về hàng nên không nỡ ra cực hình, bèn sai đem treo sống Mậu Hợp 3 ngày. Sau khi treo Mạc Mậu Hợp 3 ngày, Trịnh Tùng ra lệnh cho quân lính chém đầu Mạc Mậu Hợp ở bãi Bồ Đề, rồi đem thủ cấp dâng lên vua Lê Thế Tông ở Vạn Lại, Thanh Hoa. Nhà vua ra lệnh đem đóng đinh vào hai con mắt Mạc Mậu Hợp rồi bêu ra ngoài chợ. Mạc Mậu Hợp chết, người con trai là Mạc Toàn xưng hiệu là Vũ An vẫn tìm cách chống lại quân Nam Triều. Tuy nhiên, do lòng dân không thuận, các tướng sĩ cũng chẳng còn ai nên phải sống trong cảnh thân cô thế cô, một mình tìm cách lẩn trốn. Nhưng không lâu sau thì Mạc Toàn cũng bị quân Nam Triều bắt được, đem chém đầu tại bến Thảo Tân. Vậy là Mạc Mậu Hợp ở ngôi được 28 năm, hưởng dương 30 tuổi. Cái chết của Mạc Mậu Hợp được hậu thế đánh giá là quá thê thảm. Cái chết thê thảm đó xuất phát từ lòng hận thù của vua Lê Chúa Trịnh với nhà Mạc. Thế mới hay rằng quyền lực và hận thù cá nhân dễ làm người ta trở thành tầm thường với những hành động khiến người đời khiếp sợ. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.